Thưa anh em, thay nhớt và thay lọc của động cơ cần rất sức lưu ý một số các cái vấn đề thật sự quan trọng để cho cái động cơ của chúng ta không bị hỏng nặng khi mà chúng ta thay nhớt, thay lọc. Và nhiều anh em, thật sự là nhiều anh em đã bị hỏng động cơ khi mà chúng ta thay nhớt, thay lọc mà không đúng cách, không đúng kiểu, cũng như là lựa chọn nhớt lọc nó không được chuẩn, và toàn những cái loại nhớt lọc kém chất lượng, và đặc biệt là cái nhớt thải loại cũng như là nhớt nó không đúng với cái tiêu chuẩn của cái máy, thì cái máy nó sẽ già đi rất là nhanh. Chính vì thế thưa anh em, là video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em, nói cho anh em cái cách làm sao để chúng ta có thể thay nhớt, thay lọc một cách nó chuẩn hơn, và nó một số các cái lưu ý, có 3 lưu ý quan trọng khi mà chúng ta thay nhớt và thay lọc. Thì lưu ý thứ nhất ấy, thưa anh em, đó là khi mà chúng ta thay nhớt thì chắc chắn rằng chúng ta phải kiểm tra cái ốc xả nhớt, thật sự là phải kiểm tra đi kiểm tra lại 2-3 lần để cho nó chắc ăn. Đó là điều mà quan trọng mà nhiều anh em dễ bị quên, vặn cái tay vào xong quên mất, và bản thân mình cũng đã có lần quên. Chính vì thế cái điều đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra lại ốc xả nhớt. Thứ hai, cái điều quan trọng thứ hai đó là cái lọc. Cái lọc thì chúng ta cần phải chọn cái lọc chuẩn, bởi vì trong cái màng lọc bên trong chúng ta không thể biết được nó là cái loại thể loại gì và nó có màng hay không. Đó là thứ hai. Và cái gioăng này nó phải mỏng thôi. Cái gioăng chỉ này nó phải mỏng thôi. Mỏng thôi để nó lú lên cái bề mặt sắt của lọc một tí đeo, khoảng nửa ly thôi. Để khi mà chúng ta vặn chặt vào cái bề mặt của cái máy ấy, thì cái gioăng nó chìm xuống và cái bề mặt sắt của lọc nó chạm vào cái bề mặt sắt của máy thì nó mới giữ chặt được cái lọc. Tránh trường hợp khi mà chạy nóng máy lên, cái lọc, cái gioăng chỉ này nó co lại cái là nó lỏng cái lọc ra, là nó xịt hết nhớt là chết. Đó là thứ hai. Và thứ ba, thưa anh em, thứ ba đó là khi mà chúng ta thay nhớt thì chúng ta nhớ là đổ nhớt đến gần vạch trên cùng, càng sát với vạch trên cùng thì càng tốt, nhưng không được quá vạch trên cùng, bởi vì máy nó sẽ bị nặng, bị ì. Nhưng mà càng sát càng tốt để cho đảm bảo cái độ bơm nhớt và cái độ vung nhớt để bôi trơn. Và đặc biệt hơn nữa đó là thưa anh em, là khi mà chúng ta thay nhớt ấy, thì chúng ta cố gắng xả hết sạch được nhớt ra, và chúng ta thay nhớt lần nào thì chúng ta thay lọc lần đó, và nhớ thay lọc thì bôi một tí nhớt vào trong cái gioăng này để cho nó kín, có vậy thôi. Đó là ba thứ quan trọng mà nhắc lại, là thứ nhất là kiểm tra cái ốc xả nhớt thật kỹ khi mà chúng ta vặn, điều không thể chủ quan được, đó là điều đầu tiên. Nói thì có vẻ hơi thừa nhưng mà thật sự là nhiều anh em sẽ quên. Thứ hai đó là chúng ta lựa chọn cái lọc và thay cái lọc làm sao cho nó chuẩn, thay cái lọc cho nó chuẩn, cho nó đúng chính hãng, bởi vì là cái lọc nó không đáng bao nhiêu tiền nhưng mà bên trong của nó chúng ta không biết được. Và cái hàng lọc chính hãng thường cái gioăng nó sẽ rất là mỏng, và nó tì được, vặn chặt vào cái mặt sắt của động cơ là cái lọc nó sẽ tì chặt vào được, nó không bị lỏng nhé. Và thứ ba, thưa anh em, thứ ba đó là khi mà chúng ta thay nhớt ấy, thì chúng ta nhớ là đổ nhớt gần sát vạch trên cùng của cái thước thăm, gần sát vạch trên cùng của thước thăm là càng tốt, và đừng có đổ quá, cũng đừng có đổ thấp quá để cái chất lượng vùng nhớt nó tốt hơn. Và tất nhiên rồi, khi mà chúng ta lựa chọn nhớt thì chúng ta phải lựa chọn cái nhớt nào mà nó đáng tin cậy, nó nguồn gốc xuất xứ nó chuẩn và nó chính hãng, thì chúng ta sẽ có một cái chất lượng thay nhớt tốt nhất. Thì thưa anh em, là lâu nay thì mình có giới thiệu với anh em cái loại nhớt John Deere. Nhớt John Deere rất là xịn và tốt, và mình cũng được rất nhiều anh em phản hồi lại khi mà sử dụng cái nhớt John Deere mà mình giới thiệu. Nhớt cái hãng John Deere thì anh em biết rồi, là một cái hãng nhớt kinh khủng, một hãng máy kinh khủng nhất thế giới của Mỹ. Và mình cũng rất may mắn làm trong cái hệ thống, nên là mình biết được cái nhớt John Deere nó rất là xịn và tốt. Và hiện tại mình có cái thùng nhớt, có thêm thùng nhớt 5 lít. Trước đây thì chỉ có thùng nhớt 20 lít thôi. Thùng nhớt 20 lít đây. Còn bây giờ thì đã có thêm thùng nhớt 5 lít đây. Thùng nhớt 20 lít này. Đấy, nhớt 20 lít. Còn kia là thùng chứa của cái thùng 5 lít. Còn đây là thùng 20 lít.
Và trước đây thì chỉ có thùng 20 lít nên là nó sẽ hơi bất tiện cho những anh em mà dùng máy, dùng những cái loại máy mà từ 40 mã lực trở xuống thì sẽ thay nhớt nó sẽ hơi bất tiện. Vì là phải 20 lít thì mình mới có thể vận chuyển cho anh em được. Thế nhưng mà bây giờ đã có cái thùng 5 lít và lọc thì anh em có thể hoàn toàn đặt mua cái thùng nhớt này cộng với lọc của hãng Kubota Janma John Deere của Mạnh, hoặc là trên hệ thống website phụ tùng kubota.vn hoặc là kỹ thuật máy.vn thì anh em sẽ nhận được cái lọc và cái nhớt đúng như như tiêu chuẩn mà Mạnh có cái nhớt đây. Và nhớt đây là nhớt dành cho cái động cơ dầu hoặc động cơ xăng, có turbo hoặc không có turbo đều có thể dùng được. Đặc biệt có turbo thì quá là chuẩn luôn, còn không có turbo thì dùng nó lại càng tốt, bởi vì là nhớt nó có cái độ chuẩn về turbo rất là cao. Chính vì thế nên là anh em nào mà có quan tâm đến cái nhớt này thì hãy truy cập website kỹ thuật máy.vn nhé. Đây ạ, truy cập website kỹ thuật máy.vn. Đây thôi anh em. Và vào phần nhớt lọc động cơ và giá thành. Nếu như mà anh em mua bình thùng nhớt là 510.000, còn combo cả nhớt 5 lít lẫn lọc động cơ và miễn phí vận chuyển, và đã bao gồm phí vận chuyển là 750.000 thôi anh em. Đây ạ. Thưa anh em, là nếu anh em mua cả nhớt, cả lọc và combo toàn bộ cả nhớt cả lọc và phí vận chuyển là 750.000 một thùng và một cái cốc lọc của Kubota hoặc là của Janma hoặc John Deere, là thùng 5 lít và một cái lọc nhớt nhé, động cơ chính hãng của Kubota, Janma hoặc John Deere, tùy anh em chọn. Và nhớ là nếu anh em mua cả hai cái này thì giá thành cả phí vận chuyển luôn đến tận nhà toàn quốc của anh em là 750.000, còn nếu mua một cái thùng bình thùng nhớt này là 510.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Nhé thưa anh em. Đây, thùng nhớt là 510.000 và phí vận chuyển toàn quốc đâu đó là 65.000 của cái thùng nhớt này. Nhưng mà nếu như anh em mua cả lọc cả nhớt thì là 750.000. 750.000 là nó toàn bộ cả nhớt và lọc và phí vận chuyển nhé. Thì hy vọng là anh em có thể sở hữu được cái thùng nhớt này để thay vào máy cho nó chạy cho nó êm. Nhiều anh em thay cái nhớt của Mạnh xong phê êm chạy nó sung sướng lắm. Chính vì thế nên là Mạnh rất là hy vọng anh em sẽ có những cái thùng nhớt này để làm sao đó để làm cho cái máy nó ngon lành và nhẹ nhàng hơn, nó hoạt động ổn định hơn. Thì ở đầu video Mạnh xin phép được nói đôi chút về vấn đề về lọc và nhớt, bởi vì là rất may là nhớt 5 lít mà Mạnh theo đuổi cũng đã về được đến Việt Nam. Nhớt này thì xuất xứ là từ Singapore nha anh em, từ Singapore. Thì anh em hết sức lưu ý để vào website kỹ thuật máy.vn hoặc phụ tùng kubota.vn. Đây, kỹ thuật máy.vn thì là website như thế này. Đây ạ. Đấy, vào đây để xem là nhớt nhau nó như thế nào nhé. Rồi, quay lại cái câu chuyện ngày hôm nay. Thì thưa anh em là cái máy quay của Mạnh nó đang có vấn đề. Nó đang không chịu nghe lời. Thế là nó cứ quay lung tung ấy. Máy quay của mình nó đang quay lung tung. Rồi, Mạnh sẽ thay một cái thế lại khác cho nó chắc ăn hơn. Xin lỗi anh em chút nhá. Mạnh đang có vấn đề với cái máy quay. Nó đang loạn xả hết cả lên rồi. Nó đang không chịu nghe lời. Ấy, nó cứ nhảy, thích là nó nhảy thôi. À, thì ra là nó đang trong tình trạng hết pin. Đây này. Rồi. Rồi. Đây, xong.
À thì ra anh này anh hết pin. Còn anh này thì anh ấy chưa được nghe lời lắm. Hôm nay là trời nó hơi mưa nên là mày cũng mổ một tí để cho nó trời nó đỡ mưa thì nói nó dễ nghe hơn. Đấy ạ. Rồi. Rồi quay lại các cái câu chuyện ngày hôm nay, chủ yếu là những buổi phát trực tiếp của Mạnh là sẽ trả lời các cái câu hỏi cho anh em về những cái lỗi máy móc mà xảy ra. Nhưng mà nếu như mà Mạnh có những cái sản phẩm nào nó hay và nó ý nghĩa cũng như là nó giúp ích được cho anh em trong cái câu chuyện dùng máy nó được tốt hơn, được bền hơn và đặc biệt là hiệu quả hơn thì Mạnh sẽ giới thiệu, đặc biệt là nhớt Zodia thì thật sự là một cái nhớt rất là tuyệt vời và có một cái giá thành phải chăng hơn nhiều so với các cái nhớt chính hãng khác. Thì Mạnh cũng muốn giới thiệu đến anh em để hy vọng anh em có thể sở hữu được và đâu đó dùng cái nhớt này cho nó máy, cho nó chạy, cho nó mát, cho nó êm và cho nó thoát tải tốt hơn cũng như là tăng cái độ bền hơn. Và dùng cái nhớt này thì dùng được cho cả động cơ xăng nhé, cho cả nhà luôn, nhà có cái máy gì là dùng được cái đấy. Và bản thân Mạnh cũng đổ tất cả xe pháo ở nhà, ở công ty là đổ hết cái nhớt này luôn, dùng sướng. Rồi xin chào Hiệp Đông Bắc, cảm ơn Hiệp Đông Bắc rất là sớm. Xin chào anh Võ Duy Hà. Hiệp Đông Bắc đầu nổ D10 không nổ máy được thì bị nguyên nhân gì anh? Thường là không nổ máy được ấy, thì nó bị kim phun, và thường bị kim phun và heo, thì kim phun và heo nó kém thì nó không nổ được. Bạn quay nó phải đặt tầm nổ phải đúng. Thứ nhất là quay không nó phải kêu khẹt 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 khẹt, phải để ý xem cái đấy nó có khẹt 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 thì nó mới gọi là lúc đó nó, cái đó là tiếng bơm, thì tiếng bơm nó mạnh, kim phun nó mạnh thì nó mới nổ được bạn nhé. Đó, đó là cái đầu nổ D10 là như vậy. Xin chào Kha Nguyễn. Cảm ơn anh Kha Nguyễn rất là nhiều. Chúc anh luôn luôn mạnh khỏe. Dùng máy thì người khỏe, máy khỏe. Xin chào Hảo Ngô. Mạnh cho hỏi tháo van hàng nhiệt như thế nào vậy? Và cần kẹp ống nước nào để cho nước tuần hoàn? Anh ơi, tháo van hàng nhiệt thì Mạnh cũng có vài cái video rồi, nhưng mà để mà anh em tháo cho nó chuẩn cũng như là đỡ các cái sự cố khi mà chúng ta tháo thì Mạnh lưu ý với anh em là thế này. Đây là cái chỗ tháo van hàng nhiệt. Anh em thấy cái này, đây là cái ống nước và cái chỗ tháo van hàng nhiệt là đây này. Đây là cái cổ nước lên kia trên két nước này. Tháo cái van hàng nhiệt này ra cho anh em xem. Trong cái cổ nước này, đây là cái van hàng nhiệt nó nằm trong đây. Đây, thì anh em chỉ cần tháo cái nắp này lên thôi. Tháo cái nắp này lên nha. Là cái van hàng nhiệt nó sẽ nằm trong này luôn. Tháo hai con ốc này ra, mở cái nắp này ra. Đây, thì đây là cái van hàng nhiệt. Đây này, đây là cái van hàng nhiệt này. Nếu như mà cái máy nào mà dạng van hàng nhiệt kiểu cụt lún thế này, cụt lún cái đít thế này, thì khỏi cần phải bịt cái nào cả. Không cần phải bịt một cái ống nào cả, cứ tháo ra, bỏ ra là được. Đấy, bỏ ra lắp cái này vào. Lắp cái này thì không có cái gì kinh khủng cả, nó vì nó có cái giòn ở dưới đây rồi. Đấy, sau khi lắp cái này vào rồi ấy, là chúng ta đổ nước cho nó đầy vào là nổ máy, kiểm tra xem là nó có bơm ra cái nước hay không. Nhớ là tháo van hàng nhiệt xong đổ nước đầy thì một cái tiết mục rất là quan trọng đó là kiểm tra xem nổ máy lên, mở nắp cái nước ra xem bơm nó có trộn qua cái nước hay không, là một việc rất là quan trọng khi mà chúng ta làm cái gì đến cái nước cũng vậy, để cho chắc chắn rằng cái bơm nó hoạt động bình thường, nó tránh bị e. Đấy, đối với những anh em mà phải kẹp cái ống nhánh, có nghĩa là đối với những anh em là cái lớp bê nhiệt mà nó dài tới đây luôn, nó dài ấy, mà Mạnh thi thoảng Mạnh có giới thiệu với anh em ấy,
nó có cái đuôi nữa, thì chúng ta nên phải kẹp cái ống nhánh này, nên phải kẹp cái ống nhánh này lại. Đây, ống nước nhỏ đây. Cái ống nước nhỏ này thì nó lên một cái dây cao su. Đấy, nó quay trở ngược lại máy, nó quay trở ngược lại mặt máy vào bơm. Thế thì chúng ta chỉ cần lấy cái que chúng ta kẹp. Đấy, cái que thép chúng ta kẹp. Có nghĩa là bóp bẹp cái ống kẹp, cũng gọi là kẹp mà cũng gọi là bóp cho cái ống nó bẹp lại. Bóp cho ống nó bẹp lại làm gì? Để cho nước nó không bơm qua cái lỗ này nữa, mà toàn bộ nước nó được bơm qua bơm đây. Xong nó đi lên, nó đi qua đây, nó qua cái nước, xong cái nước nó vòng lại vào máy xong nó mới vào đây. Thế thì nó không bị qua cái lỗ này. Cái lỗ này là cái lỗ là bơm xong chưa qua cái nước lại quay về máy. Đó, chính vì thế nên là chúng ta tháo van hoàn nhiệt mà chúng ta không, đừng có bịt nhé, bịt nó phức tạp, mà chúng ta chỉ cần kẹp bên ngoài cho nó móp cái ống lại thôi, không cần phải kẹp quá chặt, chỉ cần móp sơ cái ống lại nó là đạt rồi. Thì đây là cái chỗ mà tháo lắp van hoàn nhiệt đây nhé. Rất may là mình có một cái mẫu đây, thường là cứ đi sửa máy đâu mà nó hỏng lung tung là cứ xin anh em chủ máy là cho mang về, để thi thoảng là có ai hỏi thì mở ra cho mọi người xem, để mọi người thực mục sở thị hơn, để xác định đúng cái vị trí trên máy hơn thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với là nói không thôi. Thì nói không thì tất nhiên là nhiều anh em cũng có thể hiểu được, thì nhưng mà có cái hình thì nó sẽ hay ho hơn. Thì đó là cái cách tháo van hàng nhiệt và cái cách bóp cái ống, chỉ cần bóp bẹp cái ống là được rồi anh nhá, anh Hảo Ngô nhá. Xin chào Bằng Phạm Văn, gửi nhớt sang Hưng Yên mấy ngày vậy? Sang Hưng Yên thì chỉ có 2 ngày là anh nhận được, ví dụ như là hôm nay mà gửi thì mai ngày kia là anh nhận được anh nhá. Rồi, nếu như mà anh em nào mà đặt nhớt thì sẽ lên cái website đấy, hoặc là có thể nhắn tin Zalo hoặc gọi điện cho Mạnh qua số điện thoại là 0904 987 558. Nhắn tin thông thường Zalo hoặc gọi điện. Gọi điện mà không thấy Mạnh nghe máy thì gọi 1-2 lần, mà không thấy nghe máy thì để lại tin nhắn là Mạnh sẽ gọi lại. Hoặc là vào website kỹthuatmay.vn, tuốt xuống cuối là sẽ thấy có số điện thoại của Mạnh cũng như là số điện thoại của nhân viên chốt đơn của hệ thống kỹ thuật máy.vn. Đây là số điện thoại của kỹ thuật máy.vn này. Anh em mà gọi cho Mạnh không được thì có thể gọi vào cái số này. Đây. Vào số này. 0971921942. Đấy, 0971921942 nhé. Đây. Thì có thể gọi vào số điện thoại đấy để hỏi về nhớt và lọc cũng như là các cái sản phẩm của KTM, của kỹ thuật máy. Và hy vọng là mọi người cũng sẽ tin tưởng và ủng hộ, cũng như là đặc biệt là Mạnh thì rất quan trọng về cái chất lượng của cái máy cũng như cái chất lượng của cái nhớt sau khi anh em dùng. Thì đã rất nhiều anh em là mua nhiều lắm, mua nhiều nhớt, thùng nhớt 20 lít của Mạnh lắm, dùng cho máy gặt, máy cày, các loại máy móc luôn, đặc biệt là máy gặt, máy cày, anh em rất là đánh giá cao, nên là đó cũng là một cái động lực để Mạnh có thể đưa những cái sản phẩm nó hiệu quả đến cho anh em, cho nó dùng máy cho nó sung sướng. Rồi, xin chào Kiên Trỗi, xin chào Nam Thành, anh Mạnh Zekura SC58 có không anh? SC58 là có. SC58 là dạng dây Cura trùng với dây Cura của máy gặt DC93 của Kubota. Trùng với máy gặt DC93 với dây Cura của DC93 nên là Mạnh có cái dây đấy. Bạn nhá, Mạnh có cái dây SC93. SC58 mà tương ứng với cái máy gặt DC93 ấy. Thì cái SC58 đây. SC58 thì có cái giá nó hơi bị cao đấy. Đây. Đây này, máy gặt. Đây là web kỹ thuật máy.vn nhé. Đây là web kỹ thuật máy.vn này. Máy gặt DC93 này. Dây này. C58 này. Mình thấy không? Dây C58 đây này. Đấy, dây C58 này. Đây là dây C58 này. Giá này 1.039.000 một chiếc.
giá SC58 của máy gặt DC93 Kubota là 1.039.000 một chiếc là có nhá. Còn một đôi thì nhân đôi lên. Rồi xin chào Vân Anh, Lê Thị Vân Anh. Cho em hỏi, nghe nói người dùng trước báo lọc nhất 50 giờ có thể xúc lại dùng vẫn ok phải không anh? Đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện xúc lọc, là một sai lầm cực lớn. Thưa anh em là không được xúc lọc. Những cái loại lọc mà anh em nhìn cái dạng như thế này, cái dạng mà nó đặc và không tháo được thì không được xúc. Còn trừ khi anh em tháo lõi ra lõi, còn vỏ ra vỏ thì anh em hoàn toàn có thể vệ sinh dùng lại bình thường. Đó, người ta thiết kế như thế để cho anh em dùng lại. Nhưng mà người ta thiết kế thế này thì có muốn xúc cũng không xong, không thể xúc được nha. Mà xúc cũng không xong mà nó lại còn làm cho cái việc dùng lại cái lọc đấy rất là nguy hiểm. Bởi vì khi chúng ta xúc lọc ấy, cái mạt nó tràn ra, nó chui vào bên trong. Chui bên trong thì cái lọc nó chỉ cần, chúng ta chỉ cần lắm vào nổ máy lên, bơm nó hút vào cái mạt đấy một cái là nó bơm vào trong bộ van. Nó không hỏng đâu, thưa anh em, nó không hỏng đâu, vì cái mạt nó li ti, nó không hỏng được. Nhưng nó bơm vào trong bộ van một cái nó kẹt van. Đặc biệt là kẹt van rùa, kẹt van chia, kẹt van của các cái loại thể loại khác, van áp suất, van giảm áp, thì thưa với anh em là cực kỳ mất thời gian và phải tháo tùm lum ra thì mới sửa được. Đó là cái cảnh báo của mình dành cho những anh em nào mà thích xúc lọc, chưa bị nhưng mà rồi cũng sẽ bị. Mình không phải nói để anh em phải nghĩ là mình bán lọc nên là mình nói là không nên xúc đâu. Nhưng mà mình có một cách để cho anh em dùng lại cái lọc 50 giờ. Đó là khi chúng ta tháo cái lọc ra. Chúng ta tháo cái lọc ra nhá. Chưa? Chúng ta khéo léo để nguyên, đừng có chúc nó xuống. Đừng có chúc nó xuống đến nhớt nó trào ra rồi nó lại chảy lung tung vào trong lòng. Sợ nhất là chảy lung tung vào trong lòng thôi. Bởi vì nhớt này, lọc nhớt là nó dùng này, nó sẽ vào từ đường ngoài, từ những cái lỗ nhỏ ngoài đây, và nó sẽ vào, nó nằm ở giữa vỏ và lõi. Cái mạt nó nằm ở giữa lỗ và vỏ và lõi. Xong đó nhớt xịn thì nó chui ra từ lõi, từ chui ra từ cái lỗ giữa và nó vào hệ thống bơm và van. Rồi chúng ta tháo lọc ra xong, cứ thế này vỗ, không ạ, vỗ để làm gì? Để cái mạt nó rơi xuống đáy của cái lọc, vậy thôi. Xong đó để lại một chỗ, cũng để thế này, xong rồi ụp cái nắp lại, hoặc là bọc túi bóng lại, để thế này, không, để cứ để ngược lên thế này. Xong đó cứ để đó, bí thì dùng lại thì cũng vẫn thế này vặn vào, hoặc vẫn thế này vặn vào, xong. Chứ đừng có không bao giờ ra được. Bởi vì sao anh em biết không? Ở trong cái lọc này nó có một cái gioăng nữa, cái gioăng nó chụp nữa, gioăng nó chỉ làm cho cái lọc nó đi ra một chiều thôi. Có nghĩa là nước đi vào một chiều thôi, không ra, không ngược ra được. Bên trong này, mình đã có những cái video cắt cái lọc này ra rồi, anh em có thể xem lại cái những cái video đó để biết được bên trong này nó có cái gì. Nó có một cái màng, nó có một cái phớt, gọi là cái cao su. Cái phớt thì cũng hơi quá đáng, nhưng mà nó là cái cao su một chiều, nó úp ngược thế này, thế là nhớt nó chỉ chui vào bên biên này và nó chui ra ở giữa, chứ nó vào ở những cái lỗ nhỏ này rồi. Nó không ra được bằng cái lỗ nhỏ này nữa, mà nó chỉ có cách là chui qua lọc của nó ra đây. Thì chúng ta có chút nữa đi chăng nữa ấy, thì chẳng qua cũng chỉ là một phương án để cho các cái bụi cũng như là các cái mạt nó rơi xuống dưới thôi. Thì tha bằng vỗ thế này,
Đấy, đó là một cái cách để cho anh em dùng lại. Mạnh thì luôn luôn có những cái ủng hộ anh em là tiết kiệm, nhưng mà phải tiết kiệm đúng cách để làm sao cho cái việc sử dụng tiết kiệm của mình nó hiệu quả, chứ không là mình trở thành cái người con người hà tiện. Hà tiện và tiết kiệm là hai cái khác nhau nhé. Hà tiện là cái ông kia, ông ấy xuống ao rồi ông vẫn mặc cá, ông chết, sắp chết đến nơi ông vẫn mặc cá, đó là ông hà tiện. Nhưng mà người tiết kiệm ấy, người ta sẽ làm đúng cách và sử dụng lại được. Còn 50 giờ, thật sự cái 50 giờ ấy, chỉ có, Mạnh nói nha, chỉ có không dùng lại được nhớt, động cơ thôi. Chứ còn lọc, nhớt, hộp số, lọc hộp số đều có thể dùng lại được. Đối với những cái loại máy xịn như Kuta, Yanma, Zodia, nhưng mà để cho tăng cái tính an toàn cao, cũng như là mình không nằm trong đó để biết được, và nói một cách lý thuyết thì cái nhờm nhở khi mà các cái hệ thống bánh răng, vòng bi, sắt thép, kim loại nó làm việc với nhau, nó ma sát với nhau, nó tạo ra những cái mặt rất là siêu mịn và nó phá vỡ cái hệ thống kết cấu của nhớt. Nhưng nó phá vỡ hệ thống kết cấu nano của nhớt, gọi là mặt nano đấy, nó làm cho cái nhớt nó bị kém chất lượng rất là nhanh. Nhưng mà nó chỉ liên quan đến nhớt động cơ là chính, chứ còn nhớt thủy lực thì thật sự là chúng ta thay thì ok là thay, nhưng mà nó cũng hơi bị, Mạnh thì cảm thấy nó hơi bị lãng phí. Thế nhưng mà cái nhà sản xuất người ta có những cái tư duy khác, có những cái thử nghiệm khác, nên là chúng ta tôn trọng họ, thì và cũng coi như là chúng ta đang tôn trọng cái máy của chúng ta. Bởi vì nói một cách cho cùng thì về kỹ thuật thì nó vô vàn, không thể có thể hiểu hết được. Thế nhưng mà cái nhớt mà sau khi 50 giờ thay ra rồi thì có dùng lại được không? Thì thưa anh em là nếu như mà anh em biết giữ và biết cách bảo quản thì hoàn toàn có thể dùng lại được nhá. Cái nhớt sau khi 50 giờ thì chúng ta bỏ vào thùng, nắp kín lại, đừng có để hở tầm lưa. Cái nhớt Mạnh nói là nhớt hộp số thôi nhé, không nói nhớt động cơ. Nhớt động cơ thì đừng có dùng nữa, nhưng mà nhớt hộp số thì chúng ta bỏ vào thùng sạch, vặn kín thật kín cái nắp lại, để một chỗ cho nó lắng, tự lắng nhé, tự lắng. Bởi vì bao giờ cái mặt sắt nó cũng nặng đúng không ạ, nó sẽ chìm xuống dưới. Thế sau một thời gian mà chúng ta bí rồi, chúng ta nói chung là cái máy nó cũng tương đối già, chúng ta thay nhớt thì nó cũng không có quá kén nữa rồi, thì chúng ta dùng cái nhớt đấy, hoặc là sau khi thay lần 2, lần 3 thì chúng ta đổ cái nhớt đấy ra một cách nhẹ nhàng và để lại một ít ở đấy, tránh trường hợp là chúng ta đổ ra mặt nó chảy theo đấy. Còn cái lọc thì dùng như Mạnh nói thì anh em sẽ có một cái lọc và cái nhớt sơ cua. Chứ những anh em sử dụng máy mới đừng có vội, thay rồi nhưng mà đừng có vội bỏ đi, nó lãng phí lắm. Thì cơ bản là như vậy. Bởi vì là nhớt ấy thì nó sẽ thoái hóa theo thời gian. Tất nhiên là nó thoái hóa trong môi trường rồi, nhưng mà nó thoái hóa theo thời gian và nó làm cho cái độ nhớt nó kém đi. Nhưng mà thật sự là với nhớt, các cái loại nhớt của hãng khác thì Mạnh thấy nó được 400-500 giờ thôi. Nhưng mà nhớt Zodia, nhớt thủy lực của Zodia, thủy lực hộp số của Zodia rất là lâu. Chính hãng người ta đã quy định là 1.200 giờ mới nên thay, không là phí. Đấy, bởi vì người ta tin tưởng vào cái chất lượng nhớt của họ, và người ta tin tưởng vào cái những cái thành phần cũng như là cái thời gian sử dụng nhớt, nên là người ta khuyến cáo và đề nghị mọi người dùng 1.200 giờ, gấp 3 lần các loại nhớt thông thường nha, các loại nhớt của các hãng khác, thì rất là tiết kiệm chi phí cho anh em. Và tiết kiệm chi phí này đồng nghĩa với tiết kiệm thời gian và đồng nghĩa với tăng năng suất, mà anh cho là như vậy. Bởi vì đỡ mất thời gian thay nhớt, và đỡ mất tiền mua nhớt, rồi đỡ mất tiền công thuê thợ thay nhớt, đỡ luôn cả phí vận chuyển, đỡ nhiều thứ rồi. Nói vui vậy thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có những cái quyết định cụ thể để dùng cái máy nó ngon lành hơn. Vân Anh, Lê Thị nha. Thì bạn dùng lại cái lọc được, nhưng mà có phải có cách của nó, chứ không phải là cứ thế chúc không ăn thua đâu.
Nếu như mà vẫn chưa tin thì hãy xem những cái video mình tháo cái lọc, mình cắt cái lọc ra thì anh em sẽ thấy là bên trong nó có những cái gì và như thế nào. Rồi, xin chào Hiệp Đông Bắc, máy của em bị mất điện táp lô, cứ lắp cầu chì vào đứt cầu chì, mất điện táp lô là mất luôn báo nhiệt với đèn báo nhớt với sạc luôn. Cái này thì phải xử lý ngay, và lắp cầu chì vào thì đứt, lắp cầu chì vào thì đứt thì chắc chắn là cái dây điện trong mỗi dây của bạn, cái đường mà đi từ dưới lên trên bảng táp lô ấy, là nó đi qua cái sắt xi, xong nó cà vào cái chân, cà vào cái mặt, cái chỗ cảnh sát của sắt xi và nó chạm mát. Bạn này nó đang chạm mát thôi, thế thì bạn cứ lắp cầu chì vào nó sáng lé lên cái nó tắt, nó lại cháy, bởi vì nó chạm mát thì không có cách gì khác ngoài là lần thật kỹ theo mỗi dây. Xong đó đặc biệt chú ý đến những cái chỗ nào dây nó đi qua sườn máy, qua sắt xi thì bạn xử lý, thì bạn mình tin là bạn sẽ tìm được vị trí đấy. Đấy, thì mạnh thì đi xử lý những cái trường hợp đấy, chúng chỉ có cách đó thôi. Chứ còn để mà phán đoán đúng cái chỗ nào thì chẳng qua chỉ là nói mò và ăn may. Nhưng mà hình như là mạnh cũng có một cái duyên gì trong cái ngành sửa máy ấy. Nên là mấy cái chuyện mà tìm cái vị trí điện nó bị đứt, nó bị chập, nghe thì có vẻ là khó, nhưng mà mình thường là cứ vào mình hí hoái, mình sờ lại thấy cái kiểu đấy. Nhưng mà bản thân mạnh những cái chỗ mà đứt mà chập thì mạnh cũng tìm bằng cách tay bò, thì chả có cách gì cả, đo thì cũng chỉ thế thôi đấy. Nhưng mà thường cơ bản là tìm tay bò cho nó nhanh, nhưng mà vào tìm tay bò nhanh vui lắm, cứ tìm lúc là thấy. Rồi, Hiệp Đông Bắc nha, bạn tìm đi nha. Xin chào Nguyễn Khoa. Con 4508 của mình có, nó bị nặng một bên lái. Vậy là sao vậy Mạnh ơi? Ben bình thường, không có vấn đề. Nhưng khi nâng nó kêu ở chân ga. Khi nâng mà kêu ở chân ga thì chắc chắn là anh kiểm tra lại cái lọc đi. Anh nhá, anh phải kiểm tra lại ngay cái lọc nhớt thủy lực của anh, xem là nó có bị tắc hay không. Nếu như mà anh lâu rồi không thay lọc thì đề nghị anh phải thay lọc. Còn nếu trong trường hợp mà anh mới thay lọc mà nó bị thì là tình trạng này nó hơi bị căng ở chỗ là bót lái của anh có vấn đề anh nhá. Bót lái của anh có vấn đề thì thường là nó sẽ tắc kẹt gì đấy, anh phải vệ sinh thì mới ăn thua. Đó, anh Nguyễn Khoa nhé. Tháo ra vệ sinh thì tháo bót lái ra vệ sinh thì có một điều rất quan trọng là đối với các cái loại máy 4550, 60 mà những cái bót lái toàn phần ấy, tất cả những bót lái toàn phần là phải đánh dấu các cái vị trí của nó, gạch trước khi tháo là gạch một đường trên dọc cái bót lái đó, xong lắp lại cũng đúng như vậy mà lắp thì nó sẽ không bị nhầm vào đâu được. Đấy, trừ vì là các cái ốc cũng như là các cái mặt nó cần nhau lắm, nên là anh phải làm như vậy thì nó mới được, mới tháo lắp nó mới ổn được. Anh Nguyễn Khoa nhé. Rồi, xin chào ABC. Anh cho hỏi máy Kubota 4508 có bít tông xét măng cốt 10 anh cho biết, xin cảm ơn. Đây, thưa bạn, bạn cứ vào website kỹ thuật máy.vn này. Đây nha, xong đó vào Kubota này. Vào Kubota này. Vào máy kéo này. Máy cài máy kéo này. Đây, xong vào tút lên vào máy 4508 này. Vào phần động cơ này. Đấy, động cơ đây, hộp trục khuyểu các thứ các kiểu đây. Tút lên. Đây, tút lên. Một tí nữa là đến này. Đây. Đây. Xét măng này số 020. Piston này số 010. Xét măng này số 020 đây. Cả bộ nhá. Bộ một bộ của một máy á. Thế thì thưa với bạn là có cốt 1 hay không? Thì bạn nhìn sang đây. Piston này. 010 này. STD tức là cốt 0 nhá, STD tức là cốt 0 này. Giá 2.027.000 chính hãng nha. Tiếp tục vẫn là số 010,
số 010 là cái này này, là piston đây này, đây này, nhìn này, piston cộng 0,25 mm, đây là piston cốt 1 nha, cộng 0,25 tức là piston to hơn 0,25 mm cốt 1 nha, giá 2.183.000. Xét măng, xét măng này STD tức là xét măng cốt 0 nha, nguyên bản này 976.000. Tiếp tục xét măng cốt 1 cộng 0,25 mm là 1.151.000. Đây xét măng đây đó. Vậy thì thay cho câu trả lời với bạn là máy 4508 có piston xét măng cốt 1 hay không thì là có, và cốt 1 là cộng 0,25 bạn nhé. Đó là câu hỏi của bạn ABC. Và thưa với bạn là hy vọng là nếu như bạn cần phải làm lại máy, cần phải làm lại hơi thì hãy mua nhớt thật là xịn, là thật là chính hãng, và đây là nhớt rất là tốt để cho anh em có thể thay vào máy, thay vào động cơ. Đây nhất động cơ John Deere CH4 cho cả nhiên liệu xăng và dầu, đặc biệt là nhiên liệu dầu và có turbo, và không có turbo thì lại dùng cũng lại càng tốt, bởi vì là nhớt chất lượng nó tốt. Rồi xin chào Hoài Nguyễn, máy gặt của em để nổ ra khói như đốt máy, khói trắng mà nó nổ lục bụt một lát thì hết. Đó là cái máy của bạn nhiều khả năng là bị tắc kim phun nó đái, thế xong một lúc xong rồi nó phun bình thường, thì cái này bạn phải đi cân kim. Mạnh tin là cái kim phun của bạn có một cái bị tắc rồi bạn nhé. Xin chào Thảo Hoàng, dầu số mấy vụ phải thay chú Mạnh? Dầu số ấy thì thông thường là các cái dầu thông thường thì người ta quy định là 400 đến 500 giờ là phải thay, 400 đến 500 giờ là phải thay. Vậy thì tùy anh dùng, một vụ thì Mạnh cho là anh dùng khoảng 250 đi, hoặc 300 giờ thì cứ khoảng 2 vụ anh thay một lần. Thế nhưng mà nếu như mà là nhớt của John Deere thì một thùng dầu số của John Deere là anh có thể dùng được, có nghĩa là một lần thay dầu số John Deere anh dùng được 1.200 giờ. Thì nó mới hết hạn sử dụng. Đấy. Dùng 1.200 giờ mới hết hạn sử dụng nhé. Còn các cái nhớt thông thường khác, hoặc là nhớt các cái hãng khác thì chỉ có 400-500 giờ là hết hạn thôi. Nhưng nhớt John Deere thì 1.200 giờ thì anh có thể dùng được 4 vụ hoặc 5 vụ anh nhé. 4 vụ hoặc 5 vụ, 2 năm đến 3 năm thì anh phải thải ủi nhiều lắm, lâu lắm. Có khi dùng quên đi rồi, có khi mới nhớ ra là thay nhớt. Rồi, xin chào anh Minh Phạm. Chú cho anh hỏi bình anh 85AH sạc của anh ghi là 25-80AH có sạc được không? Được, sạc nào thì cũng sạc được anh ạ. Sạc nào cũng sạc được, thật sự là sạc nào cũng sạc được. Không có, có quan trọng là cái sạc của anh nó là bao nhiêu thì để nó có thể sạc được cái bình 85 hay bình 100 hay bình 150 hay bình 200. Cứ là 13V 8 là sẽ sạc được bình ắc quy 13V, 12V. To hay nhỏ, to thì sạc lâu, còn nhỏ thì sạc nhanh. Thế nhưng mà chỉ quan trọng là cái máy của anh, toàn bộ cái công suất sử dụng điện của toàn cái máy khi mà bật đèn làm việc trong đêm nó là bao nhiêu watt và bao nhiêu ampe, nó có cái máy phát của anh nó phải bằng hoặc vượt hơn so với tổng công suất sử dụng điện thì nó mới có dư để nó nạp vào bình, thì anh chạy đêm thì mới được lâu, chứ không anh chạy đêm thì chỉ được nửa mùa đêm, cái là đến nửa đêm đang lúc hung hăng chuẩn bị 12 giờ đêm đang hung hăng thì hết điện, bởi vì là bình ắc quy nó hết, máy phát thì không đủ tải đấy. Thế nhưng mà nếu anh không bật đèn, không làm gì thì bình ắc quy cứ thế sạc. Đấy, không nhất thiết là anh phải suy nghĩ là bao nhiêu. Đấy, thì có nghĩa là cái câu hỏi của anh thì Mạnh nghĩ là anh đang
nói đến câu chuyện là dùng cái máy phát đấy có phù hợp với mình hay không, thì anh hãy suy nghĩ lại một chút là dùng cái máy phát đấy có phù hợp với tổng công suất sử dụng điện của cái máy hay không mới là quan trọng. Để khi mà anh dùng trong đêm, thường là trong đêm chúng ta sẽ bật hết tất cả các loại đèn luôn, thì tổng cái công suất sử dụng đấy nó có vượt quá cái công suất phát của máy phát hay không. Nếu vượt quá thì mày nghĩ là bình của anh rất nhanh hao, và khi nó hao hết bình thì máy anh cũng tịt luôn. Đấy, ý của mày là như thế. Còn đối với máy phát bao nhiêu cứ phát ra 12V8 đến 13V8 là nó sạc vào bình 12V được. Còn không quan trọng bình to hay bình nhỏ, bình xe máy cũng được, mà bình của 200AH cũng được, cũng sạc được, nhưng mà sạc lâu hay sạc nhanh thôi. Anh nhá, mày nói thế để cho anh em hiểu có rõ hơn. Rồi, xin chào Văn Hoàng Phi. Thùng 5 lít đó bao nhiêu anh Mạnh? Bạn ơi, thùng 5 lít này, một mình cái thùng 5 lít này là 510.000, và phí vận chuyển là khoảng 60 đến 65.000 toàn quốc. Đấy, mình cái thùng này. Thế nhưng mà Mạnh bán combo. Nếu như mà anh em nào muốn mua combo, và Mạnh khuyến khích anh em mua combo để làm gì? Anh em dùng được cái lọc chính hãng của Kubota này, Zondia này, Janma, là Mạnh có ba cái loại đấy, là 100% là lọc chính hãng, và đâu đó Mạnh chúng chỉ bán ba cái loại đấy về lọc thôi. Còn nhớ thì loại nào, máy nào cũng thay được, Isaki hay là ô tô hay xe máy là thay được hết bằng cái nhớt này. Đấy, xăng dầu thay được hết, nhớt này rất là tốt nhé. Nhưng mà ba cái loại lọc Kubota, Janma, Zondia thì Mạnh chắc chắn 100% là bất cứ cái đơn nào, đơn hàng nào ai đặt từ hệ thống kỹ thuật máy của Mạnh và hệ thống phụ tùng Kubota thì đều là lọc chính hãng. Và Mạnh khuyến khích anh em dùng lọc chính hãng thì nó an toàn cho cái máy, cũng như là dùng máy nó yên tâm và nó được lâu bền, tuổi thọ cao hơn. Bởi vì cái lọc chính hãng này nó rất là tốt. Thì combo cả cái bộ này, cho dù là anh em mua cho Janma hay là mua cho Zondia hay là mua cho Kubota, thì Mạnh sẽ, anh em chỉ cần nói cụ thể là mua cho máy nào thì Mạnh sẽ gửi cho anh em cả lọc và cả nhớt chính hãng, giá tương ứng như chính hãng, như tương ứng với cái máy của anh em ấy, lắp vừa nhé, là giá là 750.000, là bao gồm lọc, nhớt và phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhận hàng, kiểm tra mới thanh toán cho người vận chuyển, để cho anh em mua nhớt mua lọc thật sự đơn giản, thật sự chuẩn để thay vào cái máy cho nó được mê ly sung sướng hơn. Đấy, kiểu như thế. Thì mình thống nhất thì Mạnh cũng bán thôi, mọi người cứ mua là Mạnh bán thôi. Thì mình thống nhất là giá 510.000, phí ship chắc là khoảng miền Bắc miền Nam gì đó thì khoảng 60 đến 65.000 thôi. Thì anh em có thể tính toán làm sao cho hợp lý để mình có thể mua được cái thùng nhớt. Rồi, Hiền Nguyễn, bao nhiêu tiền một can 5 lít? Mạnh vừa trả lời xong nhá. Xin chào, Hiệp Đông Bắc đi file lượt đầu với máy 4 số file thì nên đi số mấy anh? Nếu như mà bạn file khô, bạn file đất khô đất màu thì nên đi số 3 hoặc số 4 sới, của tần số sới ấy. Đấy. Và đi số chậm. Đi số chậm để một lần là nó ngon luôn, là nó tơi luôn. Bởi vì sao lại Mạnh lại nói mọi như vậy? Đặc biệt là những cái loại đất gan gà rồi đất thịt thì càng phải đi chậm và số sới nhanh để làm gì? Để nó thái ra cục đất nó nhỏ luôn. Còn nếu như mà bạn đi số sới chậm mà đi nhanh thì nó cuộc cuốc ra một cái cục đất to thế này. Khi mà cục đất to nó văng ra ngoài ruộng rồi ấy, không còn ai có thể cầm được nó nữa, mà cái dao nó cứ chặt cái nó nhảy ra, dao sới nó sơ chặt một cái nó nhảy ra chỗ khác, nó chỉ bể đôi thôi, nó chỉ vỡ đôi thôi bạn nhá. Nó chặt cái nó nhảy ra chỗ khác nó vỡ đôi, thì bạn có sới đến lần thứ 4 nó vẫn không nhỏ được bằng người ta sới một lần. Đấy. Còn nếu như là đất bãi thì không nói, đất bãi thì cứ sờ vào nó tơi rồi, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà đất thịt và đất thịt, gọi là đất thịt và đất cứng ấy, và đất cứng ấy thì phải sới từ từ thôi. Còn nếu như mà bạn đi sới nước, bạn đi sới nước thì
thì sới lần 1 thì đi số nhỏ, sới số 1 hoặc số 2 cho sới nó quay chậm và đi nhanh lên cho nó hiệu quả năng suất cao. Sới nước thì không quan trọng, là quả thứ nhất thì cứ quốc đại nó đi, rồi nó vì nó có nước nó nhuyễn mà, quốc đại nó đi. Quả thứ hai quay lại tăng số sới lên, đi chậm hơn một chút hoặc là đi nhanh nhưng mà hớt ở phía trên thôi. Đầu tiên cuốc sâu một tí xong sau hớt ở phía trên một nửa để cho nó đánh tan bùn hoa cho nhanh thì nó sới nước nó sẽ nhanh hơn. Thì thường là mạnh làm như thế thì mạnh cứ đọc cho anh em thế thôi, nói lại cho anh em thế thôi, còn không biết là anh em có nhiều cái cách khác nhau, nhưng mà mạnh qua cái thời gian, một thời gian dài mà mạnh đi lái máy cày, đặc biệt là máy cày mà làm luống này rồi làm đất lúa này, là mạnh cũng mất hai năm lái máy cày, thì thấy như thế, cụ thể là như thế. Thì thường là mình cứ lái xong mình cứ hay suy nghĩ là làm cái kiểu gì cho nó ổn, thì mình thấy là cái phân tích cái vấn đề nó là như vậy. Đó, thì nếu anh em có cách hay hơn thì góp ý nhé. Xin chào Khảm Trà, anh cho hỏi pít tông và xét măng của máy gặt DC70 cái gì, động cơ 70 ga nắp là sao? Piston và xét măng của máy của động cơ 70 là đường kính 87. Còn giá bao nhiêu thì lại cũng vẫn là vào website kỹthuatmay.vn hoặc phụ tùng kuta.vn thôi. Đây, xin phép anh em cho mình vào cái này để nói cho anh tí, vào đây vào kuta này. Đây, xong vào máy gặt đập liên hợp này. Xong vào DC70 này. Xong rồi động cơ này. Đây, động cơ đây. Tuột xuống. Đây, cứ tuột xuống cái này là sẽ thấy Chuẩn bị nha. Đây. Piston này. Đây, piston và xét măng đây. Đây là xét măng này. Số 020 là xét măng này. 010 là piston này. 010 piston thì là giá 1.183.000 là cốt 0 nhé. Cốt 0 STD nhé. Còn piston cốt 1 là 2.146.000, piston cũng một đắt hơn. Nhiều. Xét măng là 1.052.000. Đây, xét măng cốt 0 này. Đó, xét măng cốt 0 cốt 1 thì lại rẻ hơn. Xét măng cốt 1 thì rẻ hơn là có 1.006.000 thôi. Đó. Đó là piston xét măng của DC70. Rồi. Cái điện thoại này của mạnh nó cứ trôi đi lung tan tung như vậy. Đây rồi. Thái Anh. Ui, lâu lắm mới gặp Thái Anh nha. Tình hình này khéo phải bán máy thôi. Anh em ạ, dầu sắp lên 35 rồi. Căng nhỉ. Dầu chết. Quá căng. Căng kinh khủng luôn. Thôi nhưng mà chúng ta khó khăn chúng ta khắc phục. Đừng có chưa gì, bây giờ bán máy biết làm gì, có làm được cái nghề khác tốt hơn không? Cái đó là quan trọng. Rồi làm nghề khác này nó lại, thì làm nghề khác thì mình lại thành chuột bạch, lại đi thử à, lại đi tìm lại kinh nghiệm mà. Rồi lại 4 năm sau thì mới có kinh nghiệm mà. 4 năm sau có kinh nghiệm, cái nghề đấy lại chán, cái nghề đấy lại khó khăn à. Rồi lại làm thế nào? Rồi lại quay về nghề máy nông nghiệp. Lúc đó anh em đã phát triển lên một bậc mới rồi. Đó. Đã kinh khủng hơn rồi. Và những cách làm của mình cách đây 4 đến 5 năm trước bây giờ đã lỗi thời rồi. Thì mình cuối cùng là mình chỉ có đi theo sau. Thì nói vui vậy thôi, mình biết là thấy anh rất là yêu nghề, nhưng mà để cho những anh em khác hiểu rằng là mình làm nghề ấy, thì mình càng kiên trì, càng khắc phục, càng vượt qua khó khăn và càng nâng cấp mình lên thì càng bước chạm tới những cái sự thành công nhất định.
Còn nếu như mình nhảy, mình gặp khó khăn, mình từ bỏ rồi mình không tìm cách để xử lý nó thì sẽ không chạm tới một cái ngưỡng nào được. Bởi vì sao? Bởi vì mình làm nghề lâu rồi, mình có kinh nghiệm, mình có lốt, kinh doanh là phải có lốt. Nghĩa là mình đã có việc, mình đã có khách, mình đã có những cái cách làm, mình biết đâu là cái chỗ làm được, đâu là chỗ không làm được, đâu là cái phải tránh và đâu là cái phải làm. Đó là kinh nghiệm xương máu và đó là cái lốt của những người kinh doanh làm dịch vụ mà lại cứ mà hơi khó khăn mà lại nhảy đi. Mà nếu như cái nghề đó mà nó nuôi sống được mình mấy năm qua thì chắc chắn nó là một cái nghề mà mình cần phải làm. Đấy, còn nếu như mà những cái trường hợp hy hữu lắm thì người ta mới thay đổi thôi. Còn những người người ta kinh doanh thì lại là người ta cái nghề bán hàng hoặc cái nghề dịch vụ sửa chữa máy, người ta không sửa máy này thì người ta sửa máy khác. Nhưng mà loanh quanh nó cũng chỉ là những cái máy đó thôi, trong cái lĩnh vực đó thôi. Ví dụ như người ta làm máy nông nghiệp thì người ta không sửa máy cày thì người ta sửa máy gặt, sửa máy cấy. Không sửa hãng này thì sửa hãng khác. Đấy, chứ người ta không nhảy sang thấy ô tô ngon quá, nhảy sang sửa ô tô. Chắc gì mà đã là bằng cái thằng bét bẹt của sửa ô tô đúng không? Nhưng mà anh ô tô anh lại chán quá, anh nhảy sang máy nông nghiệp thì chắc gì mà đã bằng cái ông khơi khơi có máy nông nghiệp, ông làm lâu năm, ông có nghề, có ngành, ông có lốt, có con đường của ông có kinh nghiệm. Có khi tháo ra, mấy ông ô tô sang ngon lành tháo ra lại bắt đền lại ốm. Tháo ra không nên không phải, nó sai đi, nó hỏng của người ta đi. Vừa khổ ông chủ lại vừa bị bắt đền. Có khi lại còn toàn. Nhưng mà cái anh máy nông nghiệp anh sang tháo ô tô khi gãy của người ta cái này cái kia, không biết làm thì cũng bắt đền thì cũng ốm. Cân nhắc khi mà chúng ta đứng trước những cái khó khăn trong một cái ngành nghề nào đấy thì mạnh có những cái, thật ra thì mạnh cũng là cái người mà trước đây thì cũng nhảy lung tung hết cả các loại, nhảy lung tung hết cả các loại, thì mạnh kể với anh em cũng chắc là cũng nhiều rồi, là cơ khí chế tạo này, làm tiệm file CNC, rồi thiết kế máy, rồi khuôn mẫu, rồi điện, rồi điện dân dụng công trình, rồi điện máy, rồi ôi trời, lung tung hết cả các loại ngành nghề đông tây nam bắc. Nhưng mà cuối cùng rồi lại còn máy xúc, không ạ, máy công trình, mới quay sang máy nông nghiệp thì mới định vị là phải làm cái một cái nghề nào đấy thật lâu. Thế là 10 năm làm máy nông nghiệp thì hôm nay mới có cái để ngồi để nói với mọi người, chứ không nói ai nghe, mà nói thì mà không giúp được mọi người thì nói làm cái gì, không biết nói lung tung thì nói làm cái gì, có khi là còn bị đấm vào cho xương mõm nên có vậy thôi. Nếu như mà mình mà cứ nhảy lung tung trước giờ mà không dừng lại 10 năm trong ngành máy nông nghiệp thì làm gì có cái gì để nói. Cho dù là thì cũng làm nhiều thứ lung tung đấy, nhưng mà nhiều thứ lung tung khi mà chúng ta làm quay lại một cái ngành nghề mình làm lâu, mình nghiên cứu, mình mê mẩn, mình tìm hiểu mà vượt qua khó khăn với nó thì tự khắc là những cái thời gian trước nó sẽ, những cái kinh nghiệm của những cái ngành nghề khác nó sẽ tụ họp lại để rồi có những cái kinh nghiệm tổng hợp hơn, có những cái cách làm hay hơn, cách sửa máy rồi thao lắp mọi thứ nó hay hơn, cảm thấy nó tự tin hơn, thì đó là những cái mà cần, đã có bắt đầu là chúng ta đã định vị rồi, có tuổi rồi, có những người mà mạnh tin là làm máy nông nghiệp và đang ngồi đây nghe mạnh nói thì là những người đã làm lâu năm rồi, cũng như là những người đã có tuổi và có trong nghề cũng không phải là ít. Thì đúng là khó khăn, mạnh thấy dầu nhiên liệu các thứ 35.000 một lít, 35.000 một lít xăng kinh khủng, 30.000 một lít dầu à, hình như gần 30.000, kinh khủng luôn. Thế nhưng mà nói một cách cho cùng thì nó mới chỉ là tăng gấp đôi thôi. Nó mới tăng gấp đôi thôi. Tăng gấp đôi thì tổng cái
cái chi phí sử dụng nhiên liệu thì nó đâu đó trước đây nó khoảng 15%, nó sẽ dao động từ 12 cho đến 20% cái tổng thu của mình trên một đơn vị diện tích, thì nó chiếm khoảng 10 đến 20% tùy theo công việc nhé, tùy công việc, tùy máy, tùy người lái. Thế nhưng mà cuối cùng mình thấy nó tăng gấp đôi thì coi như là nó mất khoảng 35% đi, 30% của doanh thu. Ví dụ như chúng ta làm được 1 triệu thì chúng ta mất 300.000. 300.000, gọi là 30% là nhiều rồi. Thì 300.000 tiền chi phí xăng dầu cũng rất là cao. Còn lại 700.000 chi phí cho nhiều thứ, nào là bảo trì, bảo dưỡng, nào là dầu nhớt, chi phí định kỳ, rồi rủi ro, rồi lãi ngân hàng, rồi tiền chi phí đi lại, chi phí phụ, rồi ăn uống, rồi nhân công, rồi đủ thứ. Thế nhưng mà mạnh tin là nó vẫn có thể chấp nhận được, và vẫn có thể vẫn có nhiều cơ hội để làm giàu. Chính xác là như vậy. Nếu như anh em mình biết tính toán, biết tận dụng, và đặc biệt là làm máy nông nghiệp thì phải biết được chủ động được cái hệ thống kỹ thuật một chút nữa, hoặc là nhiều hơn nữa, thì máy móc của chúng ta mà làm xui soát thì kể cả mà có tăng lên nữa chúng ta không sợ. Bởi vì sao? Tăng thì mình cũng phải tăng giá chứ, chứ đâu có phải là tăng mình dầu nhất đang 15.000 tăng lên 40.000, đúng không ạ? Thì ta cứ tính ra một xào mà hết, một xào làm đất một lượt mà hết lít đi, mình cái ví dụ thế, hết một lít đi thì một lít tăng 15.000 thì ta cũng tăng 15.000, có vậy thôi. Đó là rẻ, rất rẻ cho bà con nhân dân rồi. Có tăng lên có 15.000 không đáng là bao nhiêu đấy. Nhưng mà mới một xào 2 lít sới chẳng hạn, sới lên luống chẳng hạn, một xào 2 lít thì chúng ta tăng lên 40.000, thì mạnh nghĩ là nó vẫn bù lại được các cái chi phí về nhiên liệu, chứ không phải là chi phí nhiên liệu, không phải là tất cả đâu. Mạnh tin là như thế. Quan trọng này, máy móc có bị hỏng không, dùng nó có năng suất không, nông cụ có ngon không, và có thị trường để làm hay không, rồi lái có ngon hay không. Đó mới là những cái thứ mà chúng ta đáng phải suy nghĩ đến. Thì mấy cái thứ đó mẹ mày nói này, thị trường là một, đó là lốt nha, lốt của những ông làm dịch vụ, làm kinh doanh nhá, làm lâu mới có lốt, chứ không ai nhảy vào làm có ngày, không có chuyện đó đâu. Thứ hai là máy móc có ngon hay không thì phải hiểu biết máy, thì dùng lâu sẽ hiểu. Thứ ba là làm có tốt hay không, thì ba cái đó là toàn là do mình thôi, do kinh nghiệm, do trải nghiệm, do tất cả những cái thứ mà mình có bấy lâu nay. Thế mà lại đi chia tay với nghề thì buồn nhỉ. Chia tay với nghề là căng đấy. Rồi nói Mạnh cũng xin phép chia sẻ với anh em như vậy để động viên tinh thần anh em, và còn nhiều cách để chúng ta có thể làm giàu, chúng ta có thể kiếm thêm thu nhập một cách chủ động, làm chủ, để không phải phụ thuộc vào ai, không phải bị thằng sếp nào nó mắng hết, chỉ có mình tự vợ mình mắng, không có ai mắng mình hết, mà mình vẫn có thể kiếm được tiền. Rồi Thái Anh nhá, 35.000 đúng là đắt. Xin chào Quang Hoàng, anh cho em hỏi, em thấy một số xe hai cầu họ lắp chiều gai lốp trước ngược với lốp sau có tác dụng gì anh? Mạnh cũng thật sự là chưa thấy, không biết là có tác dụng gì. Thì đúng là Mạnh chưa thấy, chưa thấy, hơi bị khó hiểu cái vụ này. Cái câu hỏi này của bạn là hơi khó hiểu đấy, nhưng mà nếu như mà cho Mạnh trả lời ngay thì Mạnh sẽ trả lời thế này. Trường hợp này chứng tỏ là cái máy của họ nó đang không được chuẩn về không, cái tốc độ nó không đều nhau.
di chuyển giữa hai cái bánh ấy, cái vận tốc di chuyển giữa hai cái bánh nó không đều nhau, nên là nó suy ra là cái bánh trước nó hay bị đẩy đi trượt, và nó làm cho cái lốp nó nhanh mòn cũng như cầu nó nhanh hỏng, thì người ta lắp ngược lại để cho nó trượt thì nó xuôi theo cái chiều kia, thì có thể nó dễ trượt hơn, nó dễ trượt hơn nên đỡ hỏng cái lốp. nhưng mà đó chỉ là cái nó gọi là thế nào, cái lý thuyết gà mờ thôi, đoán mò thôi, nhưng nó không phải là tất cả. Vậy mày này đoán vậy thôi. Rồi cái câu này mình sẽ tìm hiểu nhé, Quang Hoàng nha bạn. Nếu như anh em nào biết, anh em nào đang nghe cái phát trực tiếp này của mình mà biết về một cái câu hỏi của bạn Quang Hoàng là thấy một số xe hai cầu họ lắp chiều gai lốp trước ngược với lốp sau có tác dụng gì, thì mình đang đoán là nó để nó tránh cái ma sát của lốp trước, trong trường hợp là cái vận tốc nó có cái gì nó lệch lạc, cũng như là cái thông số lốp nó không chuẩn, để mà lốp trước nó đẩy lốp sau. Đấy, thì nó tránh cái trường hợp là nặng quá theo cái chiều tiến, hoặc là ai đó bạn Quang Hoàng bạn thấy người ta lắp nhưng mà thật ra là người ta đảo lốp, người ta lắp sai thôi để nó cho nó rộng, nó hẹp cái lốp gì đấy, nhưng mà người ta lười, người ta không muốn là đảo cho đúng chiều thôi, kiểu vậy. Thì mà anh đoán quá trường hợp, nhưng mà anh em nào biết thì, mà anh em nào biết là ở đây mà có anh em nào làm rồi thì hãy để lại bình luận nhé. Rồi xin chào Thái Anh, em mới mua can thủy lực mất 150k phí ship ở cánh đồng vàng. Đúng rồi, can thủy lực 150k phí ship là đúng bạn nhá, can thủy lực 20 lít. Đây can đó 20 lít, giá ship là 150.000 bạn nhá. Thấy anh nhá, đúng đấy, còn can này là 5 lít đấy, thì phí ship nó khoảng 60.000 gì đấy, 60-65.000, bạn không bị mua đắt một tí nào đâu, còn phí ship còn hơn cơ. Nếu như mà tuốt ra đến Thái Nguyên, Sơn La, Tuyên Quang mọi thứ còn phí ship còn cao, nhưng mà nói chung là chỉ 150.000 là anh em sẽ trợ cái tiền đấy. Còn có những đoạn là phí ship còn 230.000 một thùng cơ. Bây giờ phí nó cao lắm, nhưng mà anh em thống nhất là chỉ thu 150.000 đỡ, gọi là thiếu đâu thì bên bán trả, kiểu như vậy, cũng trích lại một phần cái lợi nhuận để trả lại, thu bớt lợi nhuận đi, là nội dung là như thế. Chứ còn không có cái phí ship nào của một thùng 20 lít dưới 150.000, không bao giờ có, không có. Ship ở trong, gọi là ship đã đi ra ngoài khu vực tỉnh rồi thì nó đã hơn 150.000 rồi. Còn trong tỉnh nó đã 90-95 đến 120.000 đến mức kinh như thế. Rồi xin chào người đưa tin 48 Đắk Nông. Anh Mạnh cho em hỏi lọc nhớt HHT giá bao nhiêu tiền một lọc vậy? Lọc nhớt HHT của máy gặt DC70 Kuta là 760.000 một lọc, chính hãng bạn nhé. Xin chào Quốc Cường Trần, phớt đuôi chuột máy cài 5018 bị hỏng có nên thay đạn luôn không anh? Nếu như mà nó không lắc thì không cần phải thay đạn. Đấy, không lắc, cầm lắc mạnh lên. Nếu như nó không lắc thì không cần thay. Và mua phớt đấy thì phải nhớ là phớt nó có hai chi tiết, một cái bạc lót và một cái phớt, thì nó mới đảm bảo được bạn nhé. Và có thể mua đây mạnh chỉ luôn cho bạn luôn, để có thể đặt hàng được luôn này, vào website kỹthuatmay.vn hoặc là phụ tùng kuta.vn, và vào máy 5018 đây, vào máy Kuta này, vào máy cày này, vào máy 5018 này, rồi sau đó vào phần ly hợp chuyển động này, đây tuốt xuống dưới cùng, tuốt xuống dưới cùng, đây, đây là trục PTO này, trục sới này, đây là phớt này, đây là phớt này, số 080 này, và cái bạc đệm, cái này rất quan trọng nha, cái số 030 và 080 là coi như là hai cái này là một bộ phớt, hai cái này là một bộ phớt đi với nhau,
đi với nhau thì nó mới có tác dụng nha. Thì 030 là 195.000 này. Ví dụ chọn mua là một cái này. 080 là 80.000 này. Chọn mua là nó một cái này. Vậy thì suy ra cá bộ của nó là đây, vào gió hàng này. Là đây, là 275.000. Đấy, một cái phớt có hai chi tiết là bạc đệm và phớt. Đó. Là có hai chi tiết đấy. Thì nó mới đảm bảo cho cái máy, cho cái phớt ở cái vị trí là đôi chuột được của máy 5018 được, ngon được. Là 275.000. Chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Rồi. Rồi hôm nay xin phép anh em chúng ta ngồi lâu thêm tí nữa để chia sẻ thêm với anh em thêm chút nữa. Vì là tuần vừa rồi thì Mạnh có chút việc nên là Mạnh cũng không phát trực tiếp được. Thì xin chào Thắng CB, Thắng CB không báo bị rút lại rồi. Xin chào Tuấn Hùng Nguyễn. Anh Mạnh ơi, cho em hỏi ở Thanh Hóa mình có chỗ nào làm động cơ bị đổ hơi không? Ôi ơi, đầy chỗ ra. Ở dưới chỗ gần bệnh viện Hợp Lực ấy, có mấy cái chỗ phục hồi động cơ. Doa nòng phóng lốc đóng sơ mi cũng tốt nha. Và khi mà doa nòng phóng lốc đóng sơ mi, đóng sơ mi ấy, thì bạn nên đề nghị là chọn những cái nòng của những cái hãng xịn, nòng xịn, để người ta doa cái sơ mi, gọi là làm chọn sơ mi xịn, có nòng xịn thì nó sẽ bền, chứ đừng có tiết tiền mà chọn sơ mi vớ vẩn, không ăn thua đâu nhá. Thì người ta sẽ mua một cái nòng rời của một cái loại máy khác, người ta tiện đi, người ta tiện, xong đó người ta đóng ép vào cái nòng của mình ấy, bị sức rồi thì người ta sẽ doa ra, bởi vì nòng mình là nòng liền lốc, doa ra xong đó người ta ép cái sơ mi vào, người ta lại doa lại. Thì nhớ là mua cái nòng xịn thì nó sẽ tốt hơn. Đó. Rồi. Rồi đây rồi. Xin chào anh Quý Bế. Anh ơi em hỏi cách khắc phục máy bị đổ hơi với ạ. Máy bị đổ hơi thì chỉ có làm lại hơi thôi. Do nòng phóng lốc đóng sơ mi thay xác măng, thay piston, cái nào hỏng thì thay. Thật sự là mày chỉ có thể đọc được như thế thôi. Rồi, xin chào Quốc Cường Trần. Nhớt bên anh Mạnh nhập khẩu từ Singapore có dùng trong cầu trước máy cài 4508 chung với động cơ máy cài 5018. Này ấy, là dùng cầu trước chung với cùng loại với hộp số. Cùng loại với hộp số nhá. Còn nhớt động cơ là riêng. Nhớt động cơ là loại nhớt riêng, bất cứ hãng nào cũng vậy, bất cứ loại nào. Nhớ là nhớt động cơ là chỉ dùng động cơ, còn nhớt hộp số là dùng cho hộp số và cầu. Cầu trước cầu sau là đều dùng một loại đấy. Là được. Xin chào Nấm Sạch Minh Sĩ. Cũng thông báo rút lại. Xin chào anh Kuta. Nguyên lý hoạt động của đồng hồ đo giờ trên máy cày. Máy cày loại nào? Nếu như máy cày loại đồng hồ cơ thì nó cứ quay là nó đếm thôi. Đấy, còn giờ ở trên máy cày là nó khác giờ ở trên trên đồng hồ, khác 100% luôn. Nó không tính giờ ở trên đồng hồ là 60 giây bằng 1 phút đâu. Và 60 phút bằng 1 giờ không có chuyện đó, mà nó tính bằng số vòng quay của động cơ. Gọi là ví dụ như quay 220 vòng trên phút. Chưa? Đấy, 220 vòng hoặc là 2200 vòng 1 phút. Thì nó cứ quay đủ 2200 vòng là nó đã nhảy lên 1 phút. Đấy. Và tất nhiên là 1 phút của nó cũng là 60 phút cũng là 1 giờ. Nhưng mà 1 phút của nó không tính là 60 giây mà tính là bao nhiêu vòng quay tùy trên tốc độ định mức của động cơ. Bạn nha. Còn anh cô ta ví dụ như động cơ đang bật ga lên là 1000 vòng phút thì nó cứ quay được đúng 1000 vòng, nó sẽ đếm được 1 phút. Và 60 phút thì được 1 giờ. Đấy, cái giây của máy nó thời gian bằng tính bằng giây của máy nó khác hoàn toàn với giây trên thực tế của đồng hồ nhé. Tính theo vận tốc vòng trên phút thôi. Tốc độ vòng trên phút. Rồi. Xin chào Văn Nguyễn Đức.
cho mình hỏi dàn sới của mình khi nâng lên để ở vị trí đó, tự hạ xuống thì có bị sao không, phải cách khắc phục. Tự hạ xuống đầu tiên anh phải vặn cái van lại xem nó có tụt không. Nếu như nó tụt thì do cái hệ thống gioăng và piston của hộp rùa nó kém, anh chỉ cần tháo rùa ra anh đẩy piston này thay gioăng là được. Còn nếu anh vặn vào mà nó không tụt thì cái van của anh đang có vấn đề, thì anh lúc nào xong vụ đông vụ xong vụ nghỉ ngơi thì anh tháo ra anh vệ sinh kỹ cái lõi van, em nghĩ là sẽ được anh nhá. Xin chào Nhung Cẩm, máy L1235 kim phun gián tiếp hay trực tiếp được không? Cái này thì mày cũng không nhớ, nhưng mà mày nếu như mà không nhầm là kim phun gián tiếp, không nhầm là kim phun gián tiếp, nhưng mà đâu đó mày sẽ tìm hiểu lại xem lại để mạnh trả lời cho chính xác. Thì anh có thể bình luận lại ở trong các cái bình luận đấy. Xin chào Văn Quế Nguyễn, mạnh cho mình hỏi máy mình MT266 mà sao vào vận hành là yếu, có phải bị tắc kim phun không? Tắc kim phun đấy thì bình thường ga nó cũng đã có vấn đề rồi. Đấy, nên là anh hãy xem lại hệ thống cung cấp nhiên liệu rồi cân lại bơm cao áp xem có phải như thế không. Nếu không phải tắc hệ thống nhiên liệu thì là do bơm cao áp, bơm cái áp suất nó hơi non, hoặc là do cái lọc gió kém, hoặc là máy nó xuống hơi kiểu như vậy thì nó sẽ kém. Xin chào Thi Lê, tốt, rất tốt, cảm ơn vì những thông tin hữu ích hữu dụng, mọi người nên làm theo chia sẻ rất quan tâm. Cảm ơn anh Thi Lê rất là nhiều. Xin chào Bi Bách, thay lọc nhớt, nhớt máy xong là đổ nhớt vào à? Thay lọc nhớt máy xong là đổ nhớt vào à? Vâng, nên vặn lọc và đổ nhớt luôn vào thôi. Nhưng mà lưu ý là sau khi đổ nhớt vào thì chờ khoảng 1-2 phút cho nó nhớt nó lắng xuống xong thì chúng ta mới nổ máy. Rồi, xin chào Tôn Trần, máy em bị kém một quả hơi, có nên thay một quả đấy không hay nên thay cả ba quả hơi? Kém quả nào thì thay quả đấy thôi. Xin chào Tự Trần, máy 3218 có lắp được turbo tăng áp không? Lắp được, nhưng mà lắp là phải tăng nhiên liệu lên đó. Thì bạn tốt nhất là bạn muốn tăng công suất thì bạn tăng nhiên liệu trước khi lắp turbo. Nếu thấy ok thì khỏi lắp, thì lắp turbo nó hên xui lắm, phải turbo xịn chạy nó mới được bền. Rồi, xin chào Nấm Sạch, Minh Sĩ, xích chân máy gặt một bên có vết nứt ngắn nên đảo để bên nào ạ? Một bên có vết nứt ngắn nên đảo để bên nào? Nên đảo để bên phải, bên phải nó sẽ ít làm việc hơn bên trái. Xin lỗi, bên trái làm ít làm việc hơn bên phải. Bên phụ ấy, đảo để sang bên phụ ấy. Bên phụ thì ít làm việc hơn bên tài nhé. Rồi, xin chào loạn hết cái lên rồi. Bạn Nắp Sạch Vị Chế, xin lỗi bạn nhé và anh em nhé. Là bên tài thì sẽ làm việc nhiều hơn. Đúng rồi. Bên tài làm việc nhiều hơn, bên phụ làm việc ít hơn. Thì đảo sang bên phụ nhé. Rồi, xin chào Hảo Ngô, cảm ơn Hảo Ngô rất là nhiều. Xin chào Thắng CB, em lái con Yamaha X43 năm, hôm trước em tháo ống xả ra thấy hai máy có ra khói, nhìn màu hơi xanh, cho em hỏi nó bị phần nào và cố chạy tiếp có được không? Có lẽ ra khói ngay chỗ ống xả thì có lẽ là hơi nó cũng có vấn đề rồi, nhưng mà có thể chạy tiếp được bình thường nếu như mà nhớt không hao nhiều, và bạn nên thay nhớt liên tục, gọi là thay nhớt thường xuyên để đảm bảo cái độ bồi trơn của máy thì nó sẽ giữ được trạng thái thôi.
Xin chào Hoàng Nguyễn, anh ơi tư vấn giúp em con máy gặt Kubota Pro 75G. À, cái máy đó xuất xứ từ Trung Quốc nhé, nên là bạn phải tìm hiểu kỹ, thật kỹ, kỹ hơn bình thường. Mạnh thì cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm, nhưng mà cơ bản xuất xứ như thế nên là mình cũng phải nhắn anh em. Và hãng Kubota chưa có, gọi là hãng Kubota ở Việt Nam, Kubota Việt Nam đại diện cho tập đoàn Kubota Nhật Bản, họ chưa có nói gì đến cái con máy đấy, và họ chưa có ý ới gì cái con máy đấy, nên là anh em phải tìm hiểu thật kỹ trước khi xuống tiền quyết định nha. À, mới mua máy cày bãi về có cần thay lọc gió không? Không, nếu lọc gió thì nhìn thấy đang còn ổn là không cần thay, nhưng mà lọc động cơ và nhớt động cơ thì phải nên thay, kể cả nhất số nhất thủy lực thì nên thay. Rồi, xin chào Tuấn Trần, bơm thủy lực máy cày bị già yếu dần có làm lại được không? Được. Xin chào Hoàng Nguyễn, nhất động cơ John Deere bao nhiêu giờ thì phải thay? Nhất động cơ John Deere thì có hai loại, một loại là 250 đến 300 giờ là loại này là 250 giờ đấy, 250 giờ là thay. Còn một loại nữa là loại Blue 50 là 500 giờ mới thay. Đây, loại này 500 giờ nhá thưa anh em. Loại này cực kỳ kinh điển và khủng khiếp, xịn khủng khiếp luôn, là 500 giờ mới phải thay. Nhưng mà dùng loại này thôi, dùng loại này đã xịn lắm rồi, mạnh thấy đã xịn cực kỳ. Còn cái loại kia thì 500 giờ kia thì kinh khủng. Kia được cấp cao hơn CK luôn. Cái này CH. Cái này là CH. Cái kia là CK luôn, cao hơn một cấp. Là như thế bạn nhé. 250 giờ đến 300 giờ là thay. Rồi, xin chào bạn Jin Sơn Kem. 5018 dùng nhớt cắt trôn turbo được không anh Mạnh? Thật ra thì dùng nhớt nào thì cũng chạy được, cứ nhớt chính hãng, nhớt chuẩn là chạy được. Nhưng mà đối với những cái máy nông nghiệp ấy, thì dùng nhớt cắt trôn thông thường ấy, gọi là nhớt người ta bán, ví dụ cắt trôn nhiều, cắt trôn mà người ta mà lại đặc chế riêng cho máy nông nghiệp thì chắc chắn nó sẽ rất là đắt. Đắt ngang hoặc còn hơn cái này. Bạn tin mình đi. Nhớt các hãng nhớt thì có hãng, các một vài hãng nhớt lớn là Shell này, Cát Trôn này, Mobi này, rồi cái gì đấy, kiểu thế. Thì họ có những cái loại nhớt bình dân, gọi là nhớt đại trà ấy, dùng cho đại trà trung bình thôi, thì người ta bán ra thị trường thông dụng thì gọi là nhớt thông thường. Nhớt thông thường thì dùng được, nhưng mà cái thời gian thay nó phải rất là nhanh, và ra là dành cho những cái máy nó chạy tải nhẹ. Còn đối với máy nông nghiệp thì là máy chạy trong khắc nghiệt và tải nặng cũng như là sốc, nên là độ sốc cao ấy, dập dìu cao ấy, nên là phải dùng nhớt nó chuẩn. Còn bạn dùng vẫn được, nhưng mà máy nó sẽ không thoát và không mát, cũng như là cái độ giòn nó không bằng nhớt chuẩn đâu. Thì tất nhiên là vẫn dùng được nhá bạn nhá. Không máy không có nói là không dùng được đâu. Thế nhưng mà nó không ngon bằng những cái loại nhớt như thế này. Và nếu như mình nói lại là nếu như cắt trôn hay Mobi hay Shell hay là các cái hãng khác, Donut hay là Dono gì đó, Toto gì đó, mà làm những cái nhớt chuyên biệt cho máy nông nghiệp thì họ cũng sẽ làm như thế này, và còn đắt hơn. Đấy, kiểu thế. Vì là máy nông nghiệp nó đặc thù lắm. Nó đặc thù là nó máy toàn tải, cũng như là nó chạy trong cái môi trường nó gọi là nó overdrive. Đấy, là nó không ổn định. Cái đường nó không ổn định, nó không êm. Rồi, xin chào Diệu Linh Nguyễn, máy 70 50 giờ thay nhớt của GD hãng có chịu không? Hãng có chịu không thì tùy theo cái phong cách bán của từng nơi, từng đại lý thôi. Tùy theo phong cách và tùy theo những cái người
chủ kỹ thuật của đại lý, chịu trách nhiệm kỹ thuật của đại lý, người ta có vì doanh số hay không, vì lợi nhuận và vì doanh số để bán cái nhớt chính hãng hay không, nhớt chính hãng của ta hay không. Chứ còn mạnh thấy thế này, hoàn toàn có thể làm chủ được cái chuyện đấy, anh em máy móc có thể làm chủ được chuyện đấy mà không phải phụ thuộc vào nhớt chính hãng. Bởi vì trong cái quy định của cách sử dụng nhớt, mà anh em mà đọc các cái sách hướng dẫn sử dụng của máy DC-70 á, của các cái hãng ấy, người ta quy định là nếu không mua được nhớt chính hãng của ta thì hãy lựa chọn những mã nhớt sau của Shell này, Donut này, Mobi này, rồi Toto này, đấy, hoặc Castrol này, với mã sau. Người lưu ý nha, với mã sau có nghĩa là đúng cái mã đấy. Mà đúng cái mã đấy thì mày tìm hiểu rồi, giống hệt thế này, giống hệt các cái nhớt của Janma, chính hãng Janma, chính hãng John Deere, và đặc biệt là Shell, Donut, Total, rồi Castrol, người ta sản xuất những cái mã nhớt giống như thế, và người ta bán giá thì cũng khá là cao. Nên là không có lý do gì để mà nói là tôi thay nhớt chuẩn tốt mà các ông không bảo hành cho tôi, mới chả vấn đề gì mà để mà bảo hành cả. Nó còn chạy, nó còn ngon là được. Không phải là không thể nói cái chuyện là thay nhớt của hãng khác. Và nếu như động cơ của ông bung một cái ốc ra, hoặc là động cơ của ông đã bị nứt từ trước, hoặc động cơ của ông đã bị lỗi từ trước, mà ông nói với tôi là tôi thay nhớt hãng khác là tôi không bảo hành cho các ông, thì không bao giờ được nói như vậy. Nếu như mà một người kỹ thuật mà có tư cách và có cái nhìn một cách kỹ thuật và một cách nghiêm túc thì không ai người ta dám phát ngôn những cái câu đấy, trừ khi là nói ra để mà dọa dẫm nhau, để mà tăng doanh số bán nhớt, đó là thật sự. Chứ còn thế thì các ông nhớt, thế thì lúc các ông hết nhớt thì tôi định làm nào? Chứ tôi thay nhớt khác các ông không bảo hành cho tôi, điên à? Thế thì các hãng khác người ta chết hết à? Đúng không ạ? Có khi các hãng khác người ta còn làm xịn hơn ông. Thế ông cứ bắt tôi thay của ông, thế thì máy của tôi hỏng, các ông bảo, cứ nói các ông bảo hành. Ừ thì các ông bảo hành, nhưng mà thế thì thời gian chết ai chịu? Máy của tôi sau này nó không còn ngon nữa, các ông tháo ra rồi ai chịu? Đúng không ạ? Đấy là những cái mà mình phải nắm. Nhưng mà tất nhiên là để mình tránh những cái chuyện là tranh luận lằng nhằng, rồi tránh những cái khúc mắc không cần thiết với đại lý, với những người làm kỹ thuật, gọi là tạo các cái mối quan hệ tốt đẹp, cũng như là đơn giản vì nhớt đó nó cũng tốt thôi, nó cũng chả có cái gì là không tốt cả. Đấy, có cái là nó hơi cao thì hơn tí thì thôi, mình sống cho nó vui, cho nó hạnh phúc, cho nó khỏe. Chứ còn mạnh làm kỹ thuật, cũng làm kỹ thuật bảo hành bao nhiêu, không bao giờ dám trả lời cái câu đấy. Không bao giờ dám nói là ông thay không thay nhất của tôi không bảo hành cho ông, nó không bao giờ có nhá, không bao giờ có dám trả lời. Bởi vì sao? Bởi vì là máy của ông chủ máy, chứ không phải máy của mình, mà mình là người bảo vệ cái máy đấy, và mình là người bảo, gọi là đứng trước cái lợi ích của khách hàng để bảo vệ lợi ích của người dùng máy, là người khách của mình, thì mình phải nói cho đúng, làm kỹ thuật chứ đâu có phải là kinh doanh bất chấp đâu. Nói cho đúng là nếu như anh mua nhất tốt nhất, chuẩn nhất, có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng, và mình nói nha, để anh em yên tâm nha, khi mà gặp một vấn đề của động cơ hoặc là hộp số, nếu chúng ta dùng nhất khác mà sẽ